Về phần mềm thì chúng ta hãy bắt đầu với Windows 8, tại vì Windows 8 thì khá là dễ dàng. Với Windows 8 không có sự khác biệt nhau về các cái phân bản hệ điều hành, không bị phân mảng giống như Android, nên mà cả 8S và chiếc Lumia 660 đều chạy phiên bản mới nhất là Windows 8. Tuy nhiên thì có một chút sự khác biệt giữa các nhà sản xuất này, đó là Nokia thì trang bị được thêm một số phần mềm khác mà mình nghĩ là khá là hữu ích đối với người dùng Việt Nam, và nó đặc biệt là được sử dụng yêu thích, như là Nokia City Land là một ứng dụng chúng ta có thể tìm được các cái địa điểm ăn chơi trong thành phố. Ở đây chúng ta có thể tìm được cả khách sạn, cửa hàng, vân vân, nhà nghỉ thì không có. Chúng ta có thể có bản đồ dịch vụ của Nokia, bản đồ này hoạt động rất là tốt, gần tương tự như là Google Maps trên điều hành Android. Ngoài ra thì Nokia còn trang bị một số tính năng thiên về chụp ảnh, như là tính năng chụp ảnh đẹp, chụp ảnh liên tiếp, chọn ra ảnh đẹp, chụp ảnh động, chụp ảnh panorama. Còn với HTC 8S thì nhà sản xuất HTC trang bị ít tính năng hơn. Chúng ta chỉ có một vài cái tính năng như là thiết lập kết nối này, rồi cái khu vực thông tin của HTC như là xem thời tiết, xem về chứng khoán, vân vân. Vì thế nên mình nghĩ là nếu mà chọn Windows 8 về phần mềm thì mình giá Nokia cao hơn so với HTC. Dù sao Nokia cũng là canh bạc cuối cùng đối với Windows 8, tập trung vào rất là nhiều. Với Android thì sự phân mảng thể hiện rất là rõ ràng sự khác biệt. Như chiếc Xperia Z của mình ở đây được bán ra muộn hơn so với Galaxy A2 và được cài sẵn Android 4.0.4. Galaxy A2 lúc này Samsung vẫn để nó chạy 2.3.6. Không hiểu Samsung nghĩ gì luôn. Samsung chỉ nói là năm 2013 sẽ nâng cấp lên 4.1.2 cho thiết bị này, hay là 4.0 hay sao ấy. Tuy nhiên thì lại không nói ngay cụ thể ra sao. Tức nghĩa là bây giờ bạn mua máy, bạn muốn trải nghiệm một cái thiết bị Android chạy phiên bản mới nhất thì nên chọn Xperia Z. Còn với Samsung thì hơi tiếc lần này bạn phải về chịu sống chung với 2.3.6. Tuy nhiên với Sony chọn 4.0.4 này, nếu mà bạn nào mà có một bạn bè của mình đang dùng Xperia S, Xperia Ion hoặc là một thiết bị cao cấp hơn mà thấy giao diện của nó đẹp, tuyệt vời và các tính năng hay, thì các bạn đừng có vội vui mừng là khi mua Xperia Z cũng trải nghiệm được điều tương tự. Bởi phiên bản 4.0 của chiếc Xperia Z là phiên bản rút gọn, rất nhiều tính năng đã bị lược bỏ trên chiếc máy này do cấu hình của nó quá yếu, không thể kham được hết những cái gì mà tốt nhất Sony mang lại với giao diện Android 4.0. Vì các bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ và nhớ xem video review chiếc máy này để biết là sự khác biệt như thế nào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái bộ nhớ của 4 chiếc máy này. Thì ngoài chiếc Lumia 620 có bộ nhớ trong lên đến 8GB, còn lại thì đều là bộ nhớ 4GB. Mình nghĩ là bộ nhớ 4GB cũng khá là phù hợp, tại vì nó sẽ giảm được giá thành, vì 4 chiếc máy này đều có khả năng tháo lắp thẻ nhớ ngoài hỗ trợ lên tới 32GB, nên chúng ta có thể có rất nhiều không gian lưu trữ. Về cái camera thì 5MP hiện nay đã là tiêu chuẩn chung của smartphone rồi. Với tầm mức giá 6-7 triệu thì chúng ta có một yêu cầu là tầm 5MP là ok. Về camera của máy tầm trung thì chúng ta không quá nên hy vọng quá nhiều vào cái chất lượng ảnh của nó. Tuy nhiên thì trong 4 chiếc máy này thì cùi bắp nhất là chiếc Xperia Z là nó chỉ quay phim VGA, không đạt đến độ 720p giống như 3 chiếc máy còn lại. Có lẽ là vẫn là hạn chế về cấu hình. HTC 8S thì thiếu đi camera trước cho các bạn tự sướng, còn lại thì 3 chiếc máy này nó phù hợp cho các bạn. Nếu có camera trước VGA, camera VGA thì chúng ta sẽ không thấy được cái xấu của mình, và camera độ phân giải càng cao thì mới thấy. Về dung lượng pin thì smartphone thì mình chỉ nói qua cho các bạn tham khảo về thông số, còn thực tế thì thời lượng dùng như thế nào phải do còn phụ thuộc vào cái độ sử dụng của bạn. 620 thấp nhất là 1300mAh, Galaxy A2 là 1500, 8S là 1700 và Xperia Z là 1750. Về tính năng giải trí thì Lumia 620 và HTC 8S được trang bị công nghệ âm thanh giúp chúng ta có thể trải nghiệm được tốt hơn khi nghe nhạc, xem phim. Lumia 620 là công nghệ Dolby Headphone, còn với chiếc 8S này là Beats Audio trứ danh, rất là nổi tiếng. Với hai công nghệ này thì đều hỗ trợ khi chúng ta cắm tai nghe vào, xem phim, nghe nhạc, thưởng thức tốt hơn. Còn lại thì hai chiếc máy này thì không có gì đặc biệt. Tuy nhiên thì thêm một điều mà các bạn sẽ lưu tâm, đó là về kết nối Bluetooth. Về giao tiếp, nếu như ba chiếc máy 620, 8S và Galaxy A2 sử dụng Bluetooth 3.0, còn thì chiếc Xperia Z lúc này lại đang sử dụng Bluetooth 2.0 từ rất lâu, vài năm về trước. Ngoài ra thì chiếc 620 còn được trang bị giao tiếp cao cấp, đó là NFC, có thể chạm vào nhau để truyền file hoặc là truyền dữ liệu thông tin rất là hay. Đây là điều mà ba thiết bị còn lại đều không có. Có vẻ như là chiếc 620 này được Nokia chú trọng khá nhiều với một mức giá rất là tốt. Cuối cùng là những
nói khi về giá. Số 20 nổi bật nhất là với mức giá chỉ có 5.100.000 đồng. Tiếp theo là Xperia Z là 5.700, Galaxy A2 là 6.2 và chiếc HTC 8S là 6.8. Như vậy thì mình sẽ tổng kết các bạn nên lựa chọn thiết bị nào. Về chiếc Xperia Z, chiếc máy này thì thiết kế rất nhiều màu sắc, kiểu dáng đẹp, được cài sẵn phiên bản Android mới nhất là phiên bản Android 4.0. Ngoài ra khi mua máy tại Sephora với mức giá là 5.700.000 đồng, máy chính hãng này các bạn được tặng rất là nhiều phụ kiện hay với chiếc Xperia Z. Chúng ta sẽ có một cái thẻ Mobile Security BKAV bản quyền của Sony hợp tác, thì các bạn sẽ được sử dụng phần mềm bản quyền chống virus này. Ngoài ra chúng ta còn được tặng thêm một cái cục sạc. Cục sạc di động này theo như Sony chính hãng cung cấp cho bên Sephora thì nói đây là có trị giá 900.000 đồng và dung lượng của nó là 2000 mAh. Các bạn có thể sạc rời theo máy rất là hay và tiện lợi. Còn tiếp theo là tại sao thì chúng ta lại nên lựa chọn chiếc Samsung Galaxy A2. Galaxy A2 là một thiết bị tầm trung có cấu hình khá là tốt, rất phù hợp để các bạn có thể vọc với một thiết bị Android. Với vi xử lý của nó là lõi kép tuy 800 nhưng mà đây là Cortex A9, RAM của nó 768MB, cao nhất trong số các thiết bị này. Máy chạy rất là mượt mà, cho hiệu năng tốt hơn hẳn so với chiếc Xperia Z và sử dụng hệ điều hành Android tương tự. Và nó có rất nhiều game ứng dụng chúng ta có thể cài đặt và vọc vạch và để chơi giải trí tốt hơn nhiều so với Windows Phone 8, hạn chế về ứng dụng cũng như là game. Về tiếp theo là lựa chọn Windows Phone 8 giữa 8S và 620 thì thực sự là lựa chọn giữa Windows Phone 8 dễ dàng hơn. Tại vì với Windows Phone 8 thì cái hiệu năng cũng như là độ ổn định mượt mà của hai máy đem lại hoàn toàn giống nhau, không có sự khác biệt. Có lẽ là cái duy nhất các bạn sẽ quan tâm đó là một số cái điểm nổi bật về bề ngoài, như là 620 có thể dễ dàng tháo được nắp lưng này, thay đổi màu sắc như là chúng ta có thể tháo được pin rời, còn về chiếc 8S thì không làm được điều như vậy. Ngoài ra thì chiếc Lumia 620 được trang bị giao diện NFC, còn 8S thì được trang bị công nghệ âm thanh beat audio. Ngoài ra 8S có màn hình rộng hơn một tí là 4 inch so với 3.8 inch của chiếc 620 này. Thì chúng ta có thể một chút cùng rằng thì sẽ bị tốt hơn. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái bài so sánh 4 thiết bị smartphone tập trung từ Windows Phone 8 cho đến hệ điều hành Android. Hy vọng là sau cái video này các bạn thì thuyết phục được phụ huynh của mình, hoặc là có thể tự tìm cho mình thiết bị smartphone tập trung phù hợp với giá tiền mà đáng giá nhất. Nói nhỏ một tí chứ thực ra trong 4 chiếc máy này nếu mà lựa chọn ấy, Windows Phone 8 thì chắc mình sẽ chọn 620, giá vừa ngon, máy lại tốt, nhiều tính năng. Còn nếu lựa chọn Android thì chắc mình sẽ chọn Galaxy A2, chứ còn Xperia Z thì chỉ phù hợp với những bạn nữ nào mà chỉ có nhu cầu mua máy về vì kiểu dáng bên ngoài, kể về cái nhu cầu về kiểu dáng bên ngoài, thích đẹp, thời trang. Chứ còn thực ra nếu mà trải nghiệm Android Xperia Z các bạn sẽ cảm thấy thất vọng hơn so với chiếc Galaxy A2 này. Và tốt nhất là để đưa ra một cái quyết định cuối cùng của mình, các bạn thì đến tận nơi cửa hàng của Sephora để thể trải nghiệm và trên tay 165 Nguyễn Thái Học, thành phố Hồ Chí Minh và 117 Sephora Thái Hà, Hà Nội để có thể trải nghiệm trên tay 4 chiếc máy này. Và các bạn cảm thấy video này thực sự hữu ích, đừng quên like và share nó với bạn bè và thậm chí là share với cả phụ huynh của bạn, và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để có thể theo dõi thêm các thông tin công nghệ khác của Sephora.